Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm quen với anh em của Photoshop nằm chung bộ Adobe, đó chính là AI, Adobe Illustrator. Và cái bài tập demo chúng ta hôm nay đó chính là vẽ quả táo 3D. Với tình hình 3D rất là nhiều thì chúng ta sẽ làm một bài tập 3D. Nghe có vẻ khó khăn nhưng mà rất là dễ thực hiện. Thì đầu tiên cũng tạo file mới. Tạo file A4 và OK. Các bạn quan sát cái bên tay trái là những công cụ rất giống Photoshop nên rất là dễ sử dụng ha. Do đó các bạn nên nắm vững thuộc những công cụ này. Thì vẽ quả táo mình sẽ chọn đối tượng là hình tròn. Các bạn giữ chuột lâu để chúng ta hiện cửa sổ ra. Và sau đó chúng ta vẽ một cái hình oval. Có hai màu, màu đường viền và màu nền chính của đối tượng. Chúng ta có thể đổi màu thoải mái. Ok. Để bỏ màu đường viền, màu đường viền là màu đen, thì chúng ta click vào cái biểu tượng đỏ, sạc đỏ thì chúng ta bỏ đường viền. Sau đó chúng ta vào Effect 3D Revolve. Effect 3D Revolve. Và chúng ta chọn Review để xem cái đối tượng được chuyển từ hình oval đơn giản ra 3D. Chúng ta có thể kéo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên để chúng ta quan sát. Rồi sau đó chỉ cần OK. Sau đó chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại kích thước bạn mong muốn, chúng ta có thể kéo ra. Đó, chỉ với thao tác đơn giản thế này chúng ta đã vẽ được một quả táo rất rất đẹp ha. Có chiều sâu 3D. Mình sẽ demo một quả táo tiếp theo, quả táo nho nhỏ, táo Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ chọn màu xanh và tiếp tục Effect 3D River. Chúng ta cũng review để xem thử. Rồi. Nếu thấy phù hợp thì chúng ta sẽ nhấn OK. Hiệu chỉnh lại kích thước cho phù hợp. Bạn muốn đổi màu thì bạn có thể click trực tiếp vào quả táo màu xanh, chúng ta click trực tiếp vào. Rồi chúng ta sẽ chọn cái màu đối tượng và chọn lại màu khác. OK, là cái đối tượng nó sẽ đổi màu. Sau đó các bạn có thể tìm một cái vector lá nào đó hoặc là từ Photoshop để chúng ta cắt và chúng ta chuyển qua để cho hình quả táo chúng ta nó sẽ sống động hơn. Thì bên AE chúng ta không cần cầu chân T. Khi click vào đối tượng thì nó sẽ có 4 cái góc để chúng ta co giãn. Rồi các bạn thấy quả táo chúng ta sẽ khác hơn ha. Rồi 3D là khi các bạn vẽ một cái hình phẳng và chúng ta chọn Revolve thì nó sẽ xoay. Xoay. Nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác hình ảnh 3D. Nó sẽ đổ bóng cho chúng ta luôn. Ở đây mình sẽ dùng pen vẽ một cái đối tượng giống như là một cái bình. Nhưng mà cuối chúng ta chỉ cần vẽ một nửa vậy thôi, không cần vẽ hết. Rồi chúng ta sẽ chọn màu và Effect 3D Review xem thử. Rõ ràng rất đơn giản, chúng ta vừa tạo được một cái bình. Đúng là không khó khăn đúng không các bạn? Rồi. Con thấy à, từ cái nửa cái hình đó thì nó sẽ xoay, nó sẽ gom cái lớp lại thành một vòng tròn và từ đó nó tạo cho chúng ta lại cảm giác là 3D. Rain sandbag để chúng ta đưa đối tượng xuống dưới những đối tượng đã có sẵn. Tiếp theo mình cũng sẽ vẽ thử một cái dĩa ha, cái dĩa để chúng ta đựng những thứ này. Mình sẽ cho màu đồng và vẫn những cái thao tác như cũ, rất là đơn giản, chỉ trong một cú click. Chúng ta sẽ arrange cho nó xuống phía dưới.
Rồi mình cũng thử dùng pen vẽ lại cho các bạn xem. Đố bạn nhận ra đây là cái gì? Rồi chúng ta sẽ chờ một giây lát để xem được cái Effect Revolve 3D của mình nó sẽ ra cái hình gì. Rồi mình sẽ cho một cái màu Effect 3D Revolve. Chúng ta sẽ review lên rõ ràng một cái chén, một cái tô. Đơn giản như là đang giỡn các bạn ha. Và chúng ta vừa tạo được một thành phẩm trái cây, cái bình hoa, cái chén bậy bạ gì đó. Mà bài tập chúng ta chủ yếu là vẽ quả táo 3D, và chúng ta đã vẽ được một quả táo 3D. Còn những cái dĩa chén là mình khuyến mãi cho các bạn ha. Sau đó chúng ta, các bạn có thể xuất ra, chúng ta chọn File, Export và chọn đuôi là PNG để chúng ta giữ được cái nền trong suốt, để chúng ta qua Photoshop chúng ta thiết kế thêm những cái sáng tạo mới của mình. Và nhớ chọn là 300 dpi để hình ảnh nó cho chất lượng hơn, và chọn Cranberry để xuất ra nền trong suốt. Và chúng ta đã xuất ra một cái file PDF, và sau đó chúng ta sẽ thiết kế một bài tập vui nhộn khác nữa ha. Thì sau đó chúng ta sẽ khởi động Photoshop lên, và ở đây mình có một căn phòng, và chúng ta sẽ cho cái dĩa trái cây chúng ta vừa thiết kế 3D vào cái căn phòng này. Một bài tập vui các bạn ha. Chúng ta sẽ tạo cái nằm phía dưới dĩa trái cây của chúng ta, và chúng ta sẽ dùng cọ brush vẽ một cái vệt màu đen. Vệt màu đen này chính là bóng của dĩa trái cây nằm trên ghế sofa đó. Bạn cảm thấy nó sẽ có 3D. Chúng ta sẽ giảm opacity xuống một chút xíu, và chúng ta có được một dĩa trái cây hoành tráng trên ghế sofa, một căn phòng kỳ dị với đầy cây cối. Và các bạn nhớ làm thử bài tập này nha. Chúc các bạn thành công.